Xin chào quý vị đến với kênh YouTube Cuộc Sống Ở Đây. Đây là ghế Việt Nam. Đây là đầm Lập An, gọi là cái đầm Lăng Cô đó quý vị. Hôm nay chúng tôi đưa quý vị đi khám phá một cái đầm tuyệt tần cốc mơ màng của xứ Huế, có một cái cảnh thiên nhiên hoang mơ và thơ mộng. Họ làm hậu. Chỗ này thu hút du khách đến khám phá rất nhiều đó quý vị. Cái đầm này cách thành phố Huế khoảng chừng cỡ 60 km. Hello Emma. Đây mà đi du lịch đó, lý tưởng nhất là cái từ tháng 4 cho đến tháng 7, tháng 5 đó, cái đó là cái mùa khô đó quý vị. Đây là Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Nhưng ở đây đa số nó làm về cái nghề bắt hầu. Mấy cái lốp xe đó họ trong làm ở dưới cái đầm đó, trong cái thác. Lấy cái mấy giờ sáng và chứ anh? Sáu giờ sáng là gì? Nếu mấy tháng này, mấy năm nó nhỏ đấy anh nè. Năm giờ 8 tháng đấy. 8 tháng. À. Vô hàng đấy. À. Cái đồng vô luôn à? Bây giờ to đấy. Nhỏ lắm. À. Nếu mà lên mà gỡ ra bảo bạn nó bi chứ gì hết. Cái này bạn có cho tôm ăn. À tôm ăn à? Tôm ăn. Dạ dạ. Hôm nay bạn cho tôm hôm ăn. Rồi em cảm ơn nha. Cái đầm này chiều dài khoảng chân cỡ 6 km. Rộng khoảng chân cỡ 3,5 km.
cái đầm này sâu khoảng chừng 1m2. Okay, I got it. Thank you. You're welcome. Thank you very much. Emma, sit. Thank you. It's very pretty. Yes, well, that's what they were doing. Excuse me. So you have to pay. For the swing. Oh, 10,000. I pay for you later. Okay. Okay. 10,000 dong per person. Yeah, 20. Okay, thank you. That's okay. Bây giờ chúng ta đi tới bãi biển Lăng Cô để tham quan. Đây tới nơi cái bãi biển thì có một chút xíu thôi, khoảng chừng cỡ 5 phút ấy. Bãi biển này rất là đẹp. Đây có nhà hàng, chỗ đậu xe miễn phí. Đây có mấy cái nhà hàng hải sản này, vì có thể vô đây ăn và ngắm cảnh rất là đẹp, tuyệt vời. Hả? Lên TV. Biển Lăng Cô đây bà con ơi. Đây là bãi biển Lăng Cô. Cái sóng dữ đấy. Sóng hơi to.
Hello, bà chú. Có bé bí à? Hello, anh nghe. Anh đang có chuyện đi à? Con nó chờ khách tới thế. Đừng mực. Hả? Bữa kia có khách mua bằng lâu ngay. Nướng bánh này chị. Dạ. Em nhỏ thì lắm, nó chưa kiếm còn khó. Em mới 32-33 tuổi đấy. Xin chào tạm biệt quý vị ở đây. Cảm ơn quý vị đã xem kênh YouTube Cuộc Sống Ở Đây. Và hẹn quý vị lần sau. Thanks for watching our YouTube channel, everybody. See you guys later. Bye bye.